Những hoàng đế đặc biệt kỳ lạ nhất lịch sử Trung Quốc. Lý Thầm giả ngốc suốt 36 năm. Nếu ngày nay người ta quan niệm rằng những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có sẽ có số mệnh rất đầy đủ, sung sướng, thì ngay từ những thời kỳ phong kiến xa xưa, dân gian cũng hình thành suy nghĩ những đứa trẻ mang dòng dõi hoàng tộc đều có cuộc đời vô cùng hạnh phúc, cả đời sống trong nhung lụa, hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cần phấn đấu cũng có thể trở thành quan tướng, thậm chí lên ngôi hoàng đế kế vị vua cha. Song dù ở thời nào thì suy nghĩ này cũng chỉ đúng với một phương diện tích cực. Theo những tái hiện của lịch sử, vị hoàng đế nào cũng có rất nhiều hoàng tử công chúa, bởi trong chốn hậu cung, tất cả các cung tần mỹ nữ đều sẵn sàng hạ sinh hậu duệ cho đấng quân vương. Con vua thì lại làm vua, song điều này dường như chưa thật sự đúng với thực tế. Con vua thì đông, mà ngai vàng chỉ có một. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các cuộc tranh đấu, tranh giành quyền lực không chỉ giữa các phi tần, mà chính các vị hoàng tử cùng cha khác mẹ cũng đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng không phải vị hoàng tử nào cũng có tham vọng kế vị ngôi báu. Theo ghi chép của lịch sử Trung Hoa, có không ít những vị quý tử chỉ muốn sống cuộc sống an nhiên tự tại, nhưng đến cuối đời lại bất ngờ trở thành hoàng đế, điển hình là Lý Thầm, tức vua Đường Tuyên Tông. Lý Thầm, tên thật là Lý Di, là hoàng tử thứ 12 của nhà Đường dưới thời hoàng đế Đường Hiến Tông Lý Thuần. Mẹ của Lý Thầm là thị nữ trong cung của Quách Quý Phi, sau được Đường Hiến Tông sủng hạnh sinh ra Lý Di. Vốn mẹ ruột có thân phận thấp hèn nên địa vị của Lý Di trong cung không quá nổi trội. Dù đều chung cha là hoàng đế, nhưng Lý Di sớm đã có ý thức mình không phải đối thủ của các hoàng tử khác, nên chẳng mảy may nghĩ đến ngai vàng. Cũng chính bởi xuất thân tầm thường này mà Lý Di thường hay bị các anh em trêu ghẹo và chế giễu. Ban đầu ông còn ý thức phản kháng nhưng dần dần cảm thấy việc phản kháng không những không có tác dụng mà còn liên lụy đến phụ mẫu nên ông buông xuôi. Từ đó về sau Lý Di trở thành trầm tính, không còn đáp trả lại dù chỉ là lời nói với những người trêu ghẹo ông. Có lẽ vì điều này mà hậu cung nhìn Lý Di như một kẻ ngốc nghếch, đến cả vua Đường Hiến Tông cũng tin con người này kém cỏi, đầu óc không phát triển. Sau khi Đường Hiến Tông băng hà, nhà Đường trải qua 4 đời hoàng đế khác là Đường Mục Tông Lý Hằng, Đường Kính Tông Lý Đam, Đường Văn Tông Lý Ngang và Đường Vũ Tông Lý Viêm. Năm 846, vua Đường Vũ Tông lâm trọng bệnh khó có thể qua nổi, lúc này các hoạn quan trong triều đình đang thi nhau nhũng loạn. Vì muốn thao túng quyền lực nên bàn nhau lập hoàng đế ngu dốt để dễ bề hành xử. Sau đời vua Đường Vũ Tông qua đời, Lý Di suốt 36 năm giả khùng giả điên, đổi tên thành Lý Thầm. Được sự ủng hộ, lập tức lên ngôi vị hoàng đế, sử gọi là Đường Tuyên Tông. Các tên hoạn quan đã không ngờ rằng kế hoạch đưa một kẻ ngốc lên làm hoàng đế để thao túng quyền lực lại là một bước đi sai lầm. Vừa lên ngôi, Đường Huyền Tông bất ngờ lột xác, trở thành một vị vua thông minh, tài trí, nhanh nhạy hơn người. Dưới sự cai trị của ông, toàn bộ các tên gian thần, quan thần, kiêu ngạo và độc đoán trong vòng một năm đã bị loại bỏ sạch sẽ, thậm chí cả tể tướng chuyên quyền Lý Đức Dụ từng có hiềm khích với Đường Huyền Tông cũng bị xử tử. Không chỉ củng cố lại nội bộ, vị vua này còn đặc biệt quan tâm đến đời sống chúng sinh thiên hạ, coi trọng việc chiêu mộ nhân tài và đặt ra những yêu cầu khắt khe với bản thân và con cái. Tuy là một vị vua tài đức vẹn toàn, nhưng đến cuối đời Đường Tuyên Tông trở nên tin vào những chuyện ma quỷ và tham vọng trường sinh bất tử như một số vị hoàng đế tiền nhiệm. Năm 859, vì quá lạm dụng thứ đan dược của đạo sĩ mà Đường Tuyên Tông tính nết thay đổi, nóng nảy thất thường rồi mắc trọng bệnh mà qua đời. Lịch sử đánh giá thời kỳ Đường Tuyên Tông trị vì có thể nói là khoảng thời gian thái bình cuối cùng của triều đại nhà Đường. Khi nhà Đường thật sự rơi vào cảnh diệt vong, thì trong thiên hạ vẫn có nhiều dân chúng nhớ đến mà cảm kích tài đức của vị vua này. Giận dỗi quần thần, vị hoàng đế này bỏ thiết triều 20 năm, thái tử cũng không gặp. Lịch sử Trung Quốc luôn hấp dẫn hậu thế không chỉ bởi các giai thoại ly kỳ trốn cung đình rộng lớn, các nhân tài hào kiệt để lại tiếng tăm muôn đời, mà còn là các câu chuyện kỳ lạ của một số vị hoàng đế đứng đầu thiên hạ. Đặc biệt trong số đó phải kể đến triều đại nhà Minh, với nhiều đấng quân vương, tính cách khác người. Nổi bật là một vị vua vì giận dỗi quần thần mà trong suốt một thời gian không màng chuyện thế sự. Theo tờ 765 News, bậc thiên tử kỳ lạ này là Minh Thần Tông Chu Dực Quân, hay còn gọi là Vạn Lịch Đế, là vị hoàng đế thứ 14 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Đây cũng là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất thời nhà Minh, lên tới 48 năm. Tuy nhiên, Minh Thần Tông cũng nổi tiếng vì tính giận dỗi lâu nhất trong lịch sử. Theo sử liệu, vì giận quần thần, trong suốt 20 năm cuối đời, Vạn Lịch không thèm thiết triều, đến thái tử cũng không gặp, điều mà ngày nay thường gọi là bãi công. Ngày đó, Vạn Lịch luôn lấy lý do long thể bất an để không thiết triều, không xử lý tấu chương, thậm chí không gặp quần thần. Ngay cả thái tử đến diện kiến, ông cũng từ chối không tiếp. Các vị quan đại thần thấy vậy rất lo lắng, liên tục dâng sớ khuyên can.
Vạn Lịch thấy tấu chương ngày càng nhiều, chất đầy như núi lại càng cáu giận, bực tức, từ đó không thèm viện cớ mà ông ta công khai thẳng thắn mình không muốn thiết triều. Hoàng đế nhà Minh không lo chuyện triều chính, chẳng mang đến hệ thống quan lại trong triều, dẫn đến việc nhiều vị trí cấp cao quan trọng bị thiếu hụt, việc trị nước cũng theo đó mà ảnh hưởng trầm trọng. Trong lúc đó, Vạn Lịch lại thong dong tập trung đến việc xây lăng mộ cho mình, phải thật hoành tráng, mất đến cả thập kỷ mới hoàn thành. Vì không còn việc để bận tâm nên Vạn Lịch thỏa sức ăn chơi trác táng, uống rượu say khướt đến khuya rồi đánh đập các cung nữ. Ngoài ra còn có thú vui chơi hoa và chơi chim. Khi ấy bất cứ ai có ý định ngăn cản đều bị vua khép vào tội chết. Ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc ăn chơi xa xỉ hoang phí nên không những sức khỏe của Vạn Lịch suy nhược mà còn làm ngân khố nhà Minh ngày một kiệt quệ. Để lấp đầy quốc khố, Vạn Lịch tàn ác áp đặt thêm nhiều siêu cao thuế nặng khiến dân tình đói khổ lầm than. Các cuộc khởi nghĩa nông dân từ đây nổ ra, song thay vì làm yên lòng dân thì Hoàng đế Vạn Lịch lại sai quân đi đàn áp những cuộc khởi nghĩa này, làm tiêu hao nhân lực và tiền bạc của triều đình. Tờ 765 News cũng đưa ra một số lý do giải nghĩa việc Hoàng đế Vạn Lịch bãi công bỏ bê việc triều chính. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng là Vạn Lịch giận quần thần vì không chấp thuận yêu cầu đổi người thừa kế ngai vàng của ông ta. Theo sử liệu, ngày ấy Vạn Lịch vô cùng sủng ái Hoàng Quý Phi Trịnh Thị. Sau khi sinh được hoàng tử thứ ba tên là Chu Thường Tuân, vì rất yêu quý người con trai này nên Vạn Lịch muốn lập Thường Tuân làm thái tử. Tuy nhiên, việc làm này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của các quan vị đại thần trong triều. Họ đồng loạt dâng sớ tâu rằng tổ tông đã đặt ra quy định lập trưởng không lập thứ. Việc Vạn Lịch muốn lập Chu Thường Tuân làm thái tử như vậy là trái với giáo huấn của tổ tông. Cuộc tranh chấp giữa hoàng đế và các quần thần này diễn ra trong suốt 15 năm, cuối cùng vào năm 1601, Vạn Lịch phải chịu thua, chấp nhận lập con trưởng Chu Thường Lạc, tức Minh Quang Tông sau này làm thái tử. Vì chán ghét nên ông ta đối xử rất hà khắc với vị thái tử này, đến mức nhiều lần con trai đến xin diện kiến, vua cha đều đuổi, không tiếp. Năm 1620, Vạn Lịch lâm trọng bệnh rồi qua đời, con trưởng là Chu Thường Lạc lên tiếp quản ngôi vị, sử gọi là Minh Quang Tông Thái Xương Đế. Tuy nhiên, mới tại vị được 29 ngày, Quang Tông đột nhiên chết trong một sự kiện đầy bí ẩn. Hoàng đế ân ái đỉnh nhất lịch sử Trung Hoa, hơn 6.000 mỹ nữ hậu cung vẫn không đủ. Danh sách những vị hoàng đế nổi bật bậc nhất của lịch sử Trung Hoa bao gồm cái tên Tống Huy Tông Triệu Cát. Ông được xem như một vị vua hoàn hảo, không chỉ tinh thông võ nghệ, ông còn là một họa sĩ, một nhà thơ và thư pháp gia lớn của Trung Quốc, với thành tựu sáng tác ra kiểu chữ viết xấu kim thể trong nghệ thuật thư pháp. Tống Huy Tông có thể nói là vị vua lắm tài nhiều tật, bởi ông có tính hoang dâm vô độ, khi ở tuổi 54 đã có đến 80 người con. Thời điểm ông thoái vị trong hậu cung đã có hơn 6.000 mỹ nhân. Nhưng con số ấy vẫn không thỏa mãn được dục vọng của vị vua này. Sử chép, Tống Huy Tông luôn thích xuất cung đến Thanh Lâu. Có lẽ vì vậy mà trong dân gian đã lan truyền giai thoại về mối tình sâu nặng của Tống Huy Tông với kỹ nữ Lý Sư Sư. Là vị hoàng đế thứ 8 của triều Bắc Tống, Tống Huy Tông khi vừa lên ngôi đã lập tức ban hành các luật lệ mới. Ban đầu ông được thiên hạ ngợi ca là bậc quân vương trí tuệ vô song, vị vua tài đức. Về sau, ông dần không còn tập trung trí lực vào việc trị quốc nữa, ngày đêm chìm đắm tửu sắc, hưởng lạc xa hoa, mặc cho gian thần lũng đoạn triều đình. Tống Huy Tông trời sinh tính tình phong lưu, rất đam mê cái đẹp. Theo thống kê, từ Tĩnh Khang bại sử Tiên Chứng, khai phong phủ Trạng, vào thời điểm đất nước rơi vào khó khăn, phi tần của Tống Huy Tông có tổng cộng là 143 người cung nữ và nữ quan là 504 người, ca nữ là 1.214 người. Đến khi hoàng đế thoái vị thì trong hậu cung đã có hơn 6.000 nữ nhân. Số liệu trên còn khiến cho người ta suy đoán rằng khi Tống Huy Tông tại vị thì số nữ nhân trong cung của ông phải có ít nhất là 10.000 người. Thành tích này đã khiến ông được mệnh danh là vị vua có nhiều phi tần cung nữ nhất trong lịch sử Trung Hoa. Theo Tĩnh Khang bại sử Tiên Chứng, Thanh Cung dịch ngữ, thì vào ngày mùng 5, mùng 7 hàng tháng, Tống Huy Tông sẽ sủng hạnh trinh nữ, sau đó sẽ ban phong hào cho nữ nhân đó. Nếu người này được vua ban ân lần thứ hai sẽ được nâng lên một bậc phi vị. Dù hậu cung đã phủ kín hàng ngàn nữ nhân nhưng vẫn không thể làm cho Tống Huy Tông thỏa mãn. Ông luôn cho rằng lầu xanh mới là lựa chọn tốt nhất. Để thuận tiện, ông đã thành lập hẳn một bộ phận có tên là Hành Hạnh Cục để cùng mình đến chốn lầu xanh. Mối tình giữa Hoàng đế Tống Huy Tông và kỹ nữ Lý Sư Sư ngày ấy là chủ đề thu hút nhiều sự bàn tán của dân gian. Tương truyền, kỹ nữ Lý Sư Sư là một ca kỹ nổi tiếng thời Bắc Tống, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thông thạo cầm kỳ thi họa.
Nhiều lần gặp mặt Lý Dư Sư ở Lầu Xanh đã khiến cho Tống Huy Tông vì quá si mê mà cho người đào hẳn đường hầm từ Hoàng Cung dẫn thẳng đến Lầu Xanh, thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ với người thương. Hiện tại trong khu di tích lịch sử Bắc Thành vẫn còn nhiều dấu vết của đường hầm bí ẩn này. Lúc bấy giờ tuy có được ân sủng của Hoàng đế nhưng Lý Dư Sư vẫn không nỡ đoạn tuyệt với một nam nhân tên là Chu Bang Ngạn. Tống Huy Tông khi biết nữ mỹ nhân của mình còn qua lại với kẻ khác, đùng đùng nổi giận rồi đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Về sau, khi Tống Huy Tông trở thành tù nhân của nhà Kim, Lý Dư Sư đã một mình đến doanh trại để gặp ông. Hai người gặp nhau vì xúc động mà ôm nhau khóc một lúc lâu, sau đó Lý Dư Sư đã nuốt châm cải tóc vào bụng để tự vẫn. Tống Huy Tông còn nổi tiếng bởi danh hiệu ông vua có nhiều con cái nhất lịch sử Trung Quốc. Theo Tĩnh Khang Bại Sử Tiên Chứng, Tống Huy Tông có tổng cộng 80 người con, vượt qua cả Hoàng đế Khang Hy và Hoàng đế Càn Long của triều đại nhà Thanh.